Kính chào quý vị, chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục du lịch Quảng Trị. Kính thưa quý vị, trong chiến lược khai thác tiềm năng phát triển hướng tới mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần nghị quyết 08 NQTVK của Bộ Chính trị, nhiều địa phương đã tìm những hướng đi mang tính đột phá. Chuyên mục du lịch Quảng Trị kỳ này ghi nhận hiệu quả từ việc xây dựng một nghị quyết phát triển du lịch của Hội đồng Nhân dân xã ở địa bàn miền núi. Đó là nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐ-NG xã Đắk Rông ngày 18 tháng 7 năm 2017 về phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Ca Lu giai đoạn 2017-2020. Khu du lịch cộng đồng Ca Lu được dự án phát triển du lịch tiểu vùng sông Mekong đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2014. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án này hoạt động không hiệu quả. Mặc dù hoạt động không hiệu quả, nhưng đây là cơ sở để xã Đắk Rông đầu tư tìm hướng đi hiệu quả với mục tiêu khai thác lợi thế của khu du lịch cộng đồng Ca Lu có vị trí đắc địa ở ngã ba hành lang kinh tế Đông Tây và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, gần cầu treo Đắk Rông và chỉ cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chưa đầy 30 km. Cách cửa khẩu quốc tế La Lay khoảng 80 km. Đây chính là cơ sở để Hội đồng Nhân dân xã Đắk Rông thông qua nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐ-NG xã Đắk Rông về phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Ca Lu giai đoạn 2017-2020. Các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể được nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐ-NG xã Đắk Rông đặt ra là tổng lượt khách nội địa và quốc tế đến với khu du lịch cộng đồng Ca Lu hàng năm bình quân đạt 1.000-1.500 lượt khách một năm. Thu nhập bình quân của người dân địa phương hưởng lợi từ khu du lịch cộng đồng Ca Lu đạt khoảng 7 triệu đồng một người một năm. Có khoảng 30-40 lao động từ các thôn bản khác tham gia các dịch vụ tại khu du lịch cộng đồng Ca Lu. Hình thành hai gian hàng bán hàng lưu niệm, các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Vân Kiều Pa Co để phục vụ du khách. Phấn đấu 100% khách du lịch hài lòng về các dịch vụ tại khu du lịch cộng đồng Ca Lu. Trong đó, giải pháp chính là đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch cộng đồng, phát triển các sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch và tăng cường bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa của địa phương và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Tôi đã đến đây là 3 lần rồi, tôi thấy quang cảnh ở đây rất là mát, rất là dễ chịu, nước tắm rất là thích. Đến 3 lần rồi nhưng là rất thích là tới nhiều lần nữa, rất thích đến nhiều lần. Về nói ba con bạn bè, họ cũng đến. Từ khi có nghị quyết 08 thì nói chung là ở bán Ca Lu ở đây là thay đổi rất nhiều để phát triển kinh tế và phát triển du lịch. Nói chung từ bắt đầu mà đưa vào hoạt động cái du lịch này, nói chung là các một số hộ dân là đa số là có việc làm để phát triển kinh tế. Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận từ việc thực hiện nghị quyết này là đã vận động và thu hút người dân ở bản Ca Lu cũng như các bản làng khác trên địa bàn xã tham gia các dịch vụ du lịch để nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh của địa phương. Du khách khi đến với khu du lịch cộng đồng Ca Lu sẽ được hòa mình vào khung cảnh núi rừng thơ mộng, hùng vĩ, được trải nghiệm cuộc sống cũng như khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán đặc sắc của cộng đồng dân tộc Vân Kiều, Pa Co được tắm trên dòng suối nước nóng Ca Lu, món quà mà thiên nhiên hào phóng ban tặng cho người dân bản Ca Lu. Điểm nhấn của khu du lịch cộng đồng Ca Lu là hệ thống 15 ngôi nhà sàn bản cổ của người Vân Kiều Pa Co được phục hồi nguyên trạng. Để hình thành khu du lịch cộng đồng Ca Lu, mỗi người dân, người làm cán bộ nơi đây đều chung tay làm du lịch. Mỗi người một công việc, họ đều phát huy tốt vai trò của mình để tạo nên nét riêng, độc đáo trong việc phát triển du lịch tại địa phương. Điều mà những người làm du lịch nơi đây đặc biệt chú trọng là khai thác tối đa nguồn ẩm thực sản cỏ tại địa phương. Chế biến đồ ăn ở đây quan trọng nhất vẫn là cái sự vệ sinh thực phẩm luôn sạch và luôn đảm bảo thực phẩm không bị hư hay là bị ô nhiễm. Còn về đặc sản, các món ăn ở đây như là thịt nướng, thịt nấu ong tre, gà nướng, cá mạt nướng, rau củ, sùm và còn rất nhiều món khác nữa. Trong đó đặc sản nhất của ở đây là cá mạt.
Cá mát thì thường chấm với muối, với lại cá lang. Cá lang là ruột của cá mát đó. Họ thường xào để xào bỏ ít ớt và đem ra chấm. Trong phát triển du lịch cộng đồng Ca Lu, một trong những yếu tố mà người làm du lịch cần phải lưu tâm chính là nhu cầu của các vị khách nước ngoài khi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cảnh đẹp của Ca Lu cộng thêm với ẩm thực bản địa, tắm suối nước nóng và dịch vụ du lịch homestay là những điểm hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách nước ngoài muốn đến tận hưởng cảnh đẹp của thiên nhiên và sống hòa mình với con người bản địa. Vậy nhưng, quá trình tiếp đón những đoàn khách nước ngoài vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trong đó, trở ngại lớn nhất chính là việc sử dụng ngoại ngữ để hướng dẫn cho du khách khi đến với Ca Lu. Họ là khó du lịch nước ngoài. Chứ là trung bàn trong thương thức ăn ưng học là tiếng nước ngoài. Nên rằng mà nhà nước hỗ trợ cho dân mà được học tiếng Anh, ngày một là dễ nói dễ làm ăn thức ăn. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã Đắk Rông đã góp phần nâng cao vai trò của cộng đồng trong xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện, thu hút khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch, đa dạng hóa các dịch vụ, các mặt hàng bày bán ở trung tâm khu du lịch cộng đồng Ca Lu, phát triển mở rộng dịch vụ lưu trú tại các nhà dân trong bản Ca Lu, chủ trọng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa con người và thiên nhiên của khu du lịch cộng đồng Ca Lu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đối với chính quyền địa phương, chúng tôi đã có phương án, có kế hoạch tham mưu cho thường vụ huyện ủy cũng như ủy ban nhân dân huyện cấp trên. Thì hiện nay cũng trong tương lai sắp tới cũng sẽ tham mưu là đầu tư lại các hạng mục, ví dụ như là hạng mục làm thêm cái bể nước nóng, bể bơi của nước nóng. Thứ hai là mở rộng thêm khuôn viên của du lịch. Đấy, thứ ba nữa là chúng tôi sẽ là tham mưu cùng phối hợp với trung tâm hướng nghiệp dạy nghề là tổ chức cái lớp chế biến thức ăn cho các món ẩm thực của người Vân Kiều ở đây. Rồi là chúng tôi cũng sẽ có thêm một kế hoạch là tập huấn thêm là kỹ năng để giao tiếp khách đến đây, chào hỏi khách như thế nào để khách người ta đến đây một cách hết sức là thân thiện. Nữa là chúng tôi cũng mong rằng là chúng tôi cũng tham mưu là sẽ mở thêm một lớp dạy về tiếng Anh để tất cả mọi nhân viên phục vụ khách người ta phải biết tiếng Anh để chúng ta cùng giao tiếp khách để khách phục vụ khách để đáp ứng cái nhu cầu của khách tốt hơn. Khu du lịch cộng đồng Ca Lu đã có một diện mạo mới và trở thành điểm đến của nhiều du khách. Điều này cho thấy rõ hiệu quả của một nghị quyết Hội đồng Nhân dân cấp xã về phát triển du lịch. Điều quan trọng là chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây cần phải thực hiện quyết tâm cho bằng được, đó là giữ chân du khách bằng chất lượng dịch vụ cũng như cải thiện cung cách phục vụ để làm sao vừa đảm bảo được yếu tố hài lòng của du khách cũng như giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Kính thưa quý vị, một nghị quyết chỉ được đi vào thực tế cuộc sống và phát huy hiệu quả khi làm thay đổi được nhận thức của cán bộ và nhân dân về vấn đề thay đổi cách nghĩ, cách làm, để từ đó khai thác được thế mạnh vốn có của địa phương vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Và nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐ-NG xã Đắk Rông ngày 18 tháng 7 năm 2017 về phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Ca Lu giai đoạn 2017-2020 đã làm được điều này. Ca Lu đã và đang trở thành một điểm hẹn du lịch của du khách gần xa. Và trước khi khép lại chuyên mục du lịch Quảng Trị, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh thú vị của du lịch cộng đồng tại thôn Ca Lu. Mọi người hãy đến với Ca Lu để ủng hộ đồng bào dân tộc ít người ở đây làm du lịch. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chuyên mục du lịch Quảng Trị. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này vào ngày 27 tháng 9.